strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Bữa nay tiếp tục chế độ đấu đơn anh em à. Thì như qua mùa mới rồi, không biết là anh em đã bắt đầu cày cuốc gì chưa? Bạn này sao hay thở dài vậy ta? Thì gặp một bạn đánh hai mặt yêu tinh với lại đường cát ha. Ở đội hình này cũng có công có thủ đấy. Bên mình thì đánh yêu tinh với mặt trời, thì mặt trời nó phá được cái hiệu ứng của con yêu tinh, nhưng mà bút yêu tinh nhiều quá thì nhiều khi cũng không ra kịp mặt trời để mà phá đâu anh em à. Có yêu tinh, bên mình cũng đánh yêu tinh, bên kia thì đánh đường cát để thêm đam ha. Đánh đường cát thêm đam cũng ok phết đấy, nhưng mà được cái này mất cái kia thôi. Bên mình thì chỉ phụ thuộc vào đam của cái con hai mặt, còn lại thì đánh yêu tinh để khống chế, với lại mặt trời thì để phản yêu tinh bên kia, nó cũng có chút lợi thế ha. Với lại đam bên mình có vẻ to hơn anh em à, đấu chênh lệch cũng tương đối. Thì đánh đấu đơn này thì nó còn mình còn chơi khống chế với lại vừa công vừa khống chế được, chứ còn đánh 2v2 thì mình nghĩ là 2v2 thì nó thiên về cày cúp hơn. Thì thường đánh 2v2 thì giai đoạn đầu nó cũng khá là nhạt, cũng giống giai đoạn đầu thì kể cả 1v1 cũng vậy, nhưng mà nó sẽ chia ra hai giai đoạn. Giai đoạn đầu thì AD đánh, còn giai đoạn sau thì support sẽ chơi nhiều. Còn đánh 1v1 thì tự mình làm cả thôi, từ đầu hay từ đầu cho đến cuối thì tự mình chơi, tự mình ấy thôi, không có cái hay riêng ha. Nói chung thì 2v2 ra thì nó để thiên về dành cho việc cày cúp ha. Tuy là nó bỏ mấy con boss rồi, nhưng mà cảm giác là anh em vẫn có cách để búp cúp được, vẫn cày được, vẫn cày được nếu mà xinh xiêng á. Còn mình thì chịu anh em à. Cày mùa trước cày lên 10k cúp là thấy cũng tốn thời gian lắm, không cày nổi, mệt lắm. Đa số sau đó thì chỉ có treo thôi, tại vì bận quá cho nên là treo chứ cũng không cày. Thì đó, nói chung là tính chất công việc cho nên không cày được mấy. Ok, thì ở đây thì giai đoạn đầu thì nói chung là giai đoạn đầu thì cũng chỉ là đánh nhấp nhả thôi, chứ cũng chưa có gì đặc biệt. Tầm vì sau thường đánh khống chế như thế này thì khoảng tầm chắc tầm rau 5 rau 6 là bắt đầu chơi là được, là hợp lý đó anh em à. Giai đoạn đầu thì nó sốc đam, khi mà cái con hai mặt này nó đang vào meta thì nó cũng là một cũng phải chờ đam, nó cũng đang hơi ảo cho nên là cũng phải chờ về sau. Thì đợt vừa rồi cuối tháng trước thì nó ra cái con gì sương gió bão tuyết hay cái gì, cái tên nó cũng dài dài. Cái bóng đấy thì để mình thu xếp, mình kiếm cái đội hình làm chung. Thì chắc nó chưa ra cái bóng mới trong đợt này đâu. Qua tháng mới, nhưng mà nó mới ra bóng mới từ tháng trước, cho nên là nó sẽ không có ra, đợt này sẽ không có bóng mới nữa. Có thể là vào cuối tháng này hoặc là đầu tháng sau, may ra nó sẽ ra tiếp bóng mới. Còn nếu mà bí ý tưởng thì chắc là cũng dẹp luôn quá. Bí ý tưởng thì cũng phải suy nghĩ. Quên, mình chưa có kiểm tra cái bạn Trung Quốc ha, không biết nó ra cái bóng gì ta. Tại vì cái bóng sương gió bão tuyết gì đó, cái bóng mới mới đó thì nó lại là cái bóng siêu nhân xanh của bên kia. Nếu mà bên kia nó cũng ra cái bóng đấy thì nó lại hơi sai trái ha. Mình cũng quên cái vụ này. Đó, cho nên là để mình kiểm tra xem thế nào. Ok, đây thì có boss âm dương ở hiệp thứ 3 rồi. Thì mình nghĩ là chắc đầu mùa cày nó cũng khoai anh em à. Đầu mùa cày nó khoai đấy, tại vì đầu mùa thì đa số anh em cày nhiều, cho nên là sẽ gặp mấy cái tay to với lại dân chơi khá là nhiều đấy. Anh em nào mà yếu yếu thì có thể là chờ khoảng tầm 10 đến 15 ngày cày, 10 ngày, tầm 10 ngày sau cày có vẻ ổn hơn. Khi mà mấy tay to đã lên cúp cao rồi thì anh em cày cũng đỡ hơn, đỡ vã hơn ha. Thì đa số nếu mà đi solo 1-1 thì vậy thôi, còn đi 2v2 thì anh em kiếm một AD tay to nếu mà anh em support, còn nếu mà anh em bự rồi thì có thể làm AD cũng được. Đánh 2v2 thì nó có hỗ trợ từ đồng đội cũng đỡ. Có thể là mình yếu nhưng mà đồng đội mình mạnh thì vẫn carry được ha, vẫn cân được. Vẫn gánh được đó. Thì nó ok hơn nhiều. Đó, thì ở đây hiệp thứ 3 này là con boss âm dương ha. Nhưng mà giai đoạn này thì vẫn sốc rất là ngọt.
Bên mình thì nói chung là cũng chưa chơi gì đâu, chờ thôi. Bên kia đánh thì có cái con đường cát nó cũng phụ đam về late game khá là ngon đó. Nếu mà không bị dính, nó khống chế nhiều thì con đường cát vẫn ngon ha. Không biết là đường cát to hay nhỏ thôi. Đường cát thì nó ra thiên phú rồi đó anh em mà. Thì nếu mà anh em nào có điều kiện thì nên lên con đường cát để đi boss thế giới ha. Boss thế giới thì nếu mà anh em bóng thấp thì lên lên thiên phú cho đường cát cũng gỡ gạc được. Còn sau này nếu mà mấy cái người mà bóng cao lên thiên phú hết thì mình lại thì cũng giống như là lúc mình chưa lên đường cát thôi. Ví dụ như là bây giờ hiện tại là một số người có đường cát lớn rồi á, mình có đường cát bé, mình lên thiên phú thì mình rút ngắn được khoảng cách với người ta. Nhưng mà sau này người ta lên thiên phú thì khoảng cách nó lại nới ra lại ha. Nhưng mà nếu mà mình lên trước thì mình cũng ăn được mấy mùa boss thế giới thì cũng được. Mình sẽ cố gắng lên cái con đường cát này, lên thiên phú để chủ nhật đánh boss thế giới ha. Sẽ cố gắng lên. Thì đấy, thì nó nói chung thì mấy cái bóng đời sau thì khả năng là vẫn có con thay được con đường cát ha, chứ anh em cũng không cần phải lo nhiều đâu. Hồi xưa thì cái thời bắn boss thế giới là con bông bay, anh em lên thiên phú khá là nhiều, lên level bóng các kiểu. Nhưng mà bây giờ thì nó đổi chủ thành con đường cát thì mình nghĩ là nó cũng chỉ có một thời gian thôi, sau này khả năng nó lại ra cái bóng khác. Nhưng mà thường sẽ là những cái dòng bóng triệu hồi thì nó gây đam lên con boss thế giới có vẻ mạnh ha. Những cái con mà triệu hồi ra như bom bay thì nó triệu hồi bom bay nè, kết hợp với báo. Thì đường cát thì nó cũng triệu hồi ra siêu nhân đường cát, nó cũng kết hợp với báo. Thì thường mình nghĩ là nếu mà để gây đam to thì chắc là vẫn phải phải sẽ là một dòng bóng triệu hồi, theo logic là như vậy. Thì nếu anh em mà sau này mà ra những cái bóng mà thuộc dòng bóng mà triệu hồi mà kết hợp được với báo gió mạnh á, thì anh em nên đầu tư. Tại vì từ cái con bom bay đến cái con đường cát thì chúng ta đã có cái kinh nghiệm rồi ha, thì khả năng là đầu tư được. Ở bên kia bắt đầu đánh khống chế rồi anh em, mà thì mình sẽ phản lại thôi, mình cũng sẽ vừa là phản vừa đánh khống chế ha. Đánh này nó cũng nói chung hên xui, rồi bài nó phải ra đẹp đẹp nữa, bài ra xấu xấu là cũng banh đấy, chưa biết được thế nào nha. Bên kia cũng bắt đầu bắt khống chế rồi đó. Thì bên kia nó có thêm cái con đường cát nó phụ đam, nó cũng rất là ok. Bên mình thì lợi điểm là cái con mặt trời sẽ phá được cái hiệu ứng ưu tiên của bên kia. Nhưng mà nếu mà bị út thức tỉnh thì phá cũng hơi khó ha, tại vì lúc đấy không đủ mặt trời để mà phá thì cũng hơi căng. Nói chung là cũng chưa biết được thế nào à anh em à, tại vì đam thì chênh lệch cũng cũng tương đối thôi. Đánh khống chế thì nó cũng cũng phải tùy tình huống nữa, nếu mà bài ra đẹp hay không nữa, nhiều cái hên xui ha. Ở đây thì bên kia bút khá là rát thì mình cũng vừa bút mình kết hợp thôi. Ở đây ra con boss ninja thì nó sẽ phá được cái hiệu ứng của ưu tinh ha. Con boss ninja này thì nó sẽ con boss ninja này thì nó sẽ gọi là nó sẽ chém chém bóng thì hiệu ứng ưu tinh sẽ mất hết. Thì mình nghĩ là vẫn giết được thôi, tại vì khi mà con boss ninja nó chém á, thì sẽ mất hiệu ứng ưu tinh, thì lúc đó sẽ câu máu của boss rất là nhanh. Nếu mà kê sẵn cặp tăng sao á, thì nó mới ok ha. Kê sẵn cái cặp tăng sao thì mình nghĩ là nó ổn. Ở bên kia bị chém rồi, nhưng mà đây mình không có cặp ưu tinh cho nên không bút được anh em à. Lúc cần ưu tinh thì nó không ra, nó lại ra toàn mặt trời nè anh em. Chắc bên kia có khả năng mất máu nha, không biết có giết được không. Mình ở đây mình không ra cặp ưu tinh anh em à, giờ nó mới ra nè, không kịp, hơi đen. Nhưng mà nó ra cặp ưu tinh sớm sớm thì có vẻ là ổn đấy, mà nó ra hơi trễ anh em à, không ổn lắm ha. Rồi con boss hiệp 6 này là con boss đẻ anh em à. Boss đẻ thì cũng không đáng sợ bằng cái con âm dương. Con âm dương rồi con khóa. À con âm dương, con âm dương với con khóa là người khó chịu. Boss lửa nữa, không boss lửa thì bên đường cát kia sợ con boss lửa. Tại vì con boss lửa ra nó sẽ quét hết mấy cái siêu nhân đường cát được triệu hồi, nó sẽ quét hết. Kề đây thì cũng khá là đắm đuối rồi anh em à, khá là đắm đuối rồi đấy. Bên kia có đường cát phụ đam, còn bên mình thì có mặt trời phản phản đòn, nhưng mà cũng hơi khoai ha. Phải giữ được cái mặt trời anh em mà, giữ được mặt trời để còn phá cái ứng ưu tinh chứ không là đuối đam lắm. Con boss đẻ hiệp 6 này thì boss đẻ thì nếu mà có thời gian thì vẫn vẫn bắn được.
Bên kia thì có đường cát, cho nên là chắc là mình nghĩ sẽ tận dụng con đường cát để thêm đam thôi. Bên cạnh đó thì bút yêu tinh thêm ha, bên bút qua bút lại khá là khó chịu, con yêu tinh nó khó chịu phết á. Con yêu tinh thì dòng khống chế hiệu ứng vĩnh viễn giống con tinh hỏa đó, cho nên là khó chịu phết anh em ạ. Tinh hỏa là dòng cháy lan nhưng mà kiểu dạng lửa vĩnh viễn, còn đây là hiệu ứng yêu tinh ăn vào vĩnh viễn luôn, âm ra nó cực kỳ khó chịu ha. Ở đây bên kia máu của boss của bạn bên kia nó nhiều hơn bên mình, không có ra được đường cát nhiều. Bên mình thì giết được con boss rồi anh em, mà có mặt trời nó ăn vô nên nó giải phóng được cái lượng yêu tinh bị dính. Bên kia thì có vẻ như là con boss đẻ nó khá là trâu máu anh em, mà khả năng là không giết được đâu. Ở đây mình đang kiếm cặp yêu tinh ba, giờ nó lại không ra yêu tinh anh em à, kỳ thật. Lúc cần yêu tinh thì nó không ra nha, rồi lúc không cần thì nó ra nhiều lắm anh em à. Nó ra toàn mặt trời không mới ghê chứ. Bây giờ là giờ đang cần yêu tinh để bút nè, bút cái nữa là ngon mà chắc không kịp rồi. Chán thật anh em, mà đánh kiểu này nó hơi không bút được nhiều ha. Nó đấy bây giờ nó mới ra, nó toàn ra chế không à, nó ra từ cái lúc mà con boss đẻ mới chết thì có vẻ ngon hơn. Mà không sao, tôi kể đi. Đây thì từ từ đã, khúc này mình lên được bóng chấm cũng khá là cao rồi. Khúc này thì cần có mặt trời ha, không là tí nữa bị dính yêu tinh là khó phá đấy. Đây con boss lửa ra nè, con boss lửa thì bên kia đánh ở đường cát khá là khó khó ha, bị con boss lửa nó counter vào cái con đường cát được triệu hồi, nhưng mà bên mình cũng đuối rồi anh em. Mà khúc này nghe có vẻ dễ bị kẹt ha. Đó, bị bút thức tỉnh các kiểu nè. Ok, đuối đam rồi anh em, mà bên mình cũng đuối đam rồi đây. Ủa khúc này không ra được mặt trời là đi nha, có vẻ bắn yếu thôi ta. Đây đẩy mặt trời thêm vào, có vẻ khá là đuối. Bên mình cũng đuối lắm anh em, mà ok, nếu anh em coi video clip tới đây thấy hay thì quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Anh em có chia sẻ gì có thể để dưới phần comment, cảm ơn anh em rất là nhiều. Ủa bên mình đang đuối lắm một chuyện anh em kìa, có khi nào mất máu có mất vàng không? Bên kia có đường cát trụ lại vậy, bên mình đợt này lại không ra được. Ồ dưới được con mất vàng rồi, hên quá, không ra được mặt trời ha, đến lúc cần mặt trời thì nó ra nhỏ giọt quá. Có khi nào đi trước không ta? Ở bạn bên kia đi trước rồi anh em à. Ok, chắc mình kết thúc video clip tại đây ha. Hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.